cùng vừa đấm vừa bóp, vừa đấm vừa lại vừa bóp. Yeah, tiếp tục nha. Yeah, sờ vào tai nhau đi, sờ mãi có ngại ngùng gì. Sờ vào tai nhau đi, sờ mãi có ngại ngùng chi. Mình là anh em, bất chi đâu mà ngại ngùng. Mình vừa đấm vừa sờ vừa bóp, mình vừa đấm vừa sờ vừa bóp. Giới trả lời là A. Hello cả nhà, đây chưa? Đôi nào làm đúng được cộng điểm, đôi nào hô sai. Đôi nào hô sai thì chịu điểm mà chịu. Đôi nào hô sai thì không được cộng thế thôi. Bạn thử ngay, chuẩn bị. B A. Ok. A B A. B B B. A B A B. Chúng tôi nghe rõ to đã hô sai và hô to. Nhờ máu cơ, xé nhập. Sạc, bút một túi mình, nhớ, cẩn thận bảo vệ môi trường, nhớ, ok. Lần này làm thật, cộng điểm thật, chuẩn bị. Nghe kỹ. A, B. B, A. B, 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 B. A. B, 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 B. A. Ok, một chào tất cả các đám đội đó. Bóp vai nhau đi, xem ai có ngại ngùng gì. Bóp vai nhau đi, xem ai có ngại ngùng chi. Mình là anh em, có chi đâu mà ngại ngùng. Mình bóp cái vai đi, mình nghe cùng bóp vai nhau đi. Yeah, tiếp tục nhá. Mình vừa đấm vừa bóp, vừa đấm vừa lại vừa bóp. Yeah, tiếp tục nhá. Sờ vào tai nhau đi, xem ai có ngại ngùng gì. Sờ vào tai nhau đi, xem ai có ngại ngùng chi. Mình là anh em, có chi đâu mà ngại ngùng. Mình vừa đấm vừa sờ vừa bóp. Mình đấm vừa sờ vừa bóp. Ok. Một chào tay, cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Ok. Nếu có tên thì vui lòng di chuyển lên gần đây để chúng tôi sắp xếp vào các đội tiếp theo nhé. Chúng tôi đã sẵn sàng. Nhưng nó mới chỉ qua được gọi là cấp độ số 1. Một tràng vỗ tay cho cấp độ số 1 ạ. Tất cả hai tháp đều xây được. Nhưng mà các bạn biết đấy, tháp xong đúng không? Nhà xây xong là phải chịu được gì ạ? Sự chống đỡ của thời tiết. Và đây là cơn bão số 12 đã đến. Cơn bão này sẽ là sao ạ? Để thử xem mức độ kết cấu của các ngọn tháp sẽ như thế nào. Xin mời, đây là bão số 12 rất to, xin mời. Bây giờ chúng ta sẽ thử với cái ngọn tháp này. Đổ được không ạ? Rồi, bão này là bão mà siêu bão cũng không đổ được. Rồi ạ, cảm ơn, một tràng vỗ tay cho hai đội chúng ta. Rồi ạ, các bạn đều biết đó là đoàn kết là sức mạnh, nó chính là đây, biểu tượng đoàn kết là sức mạnh đây. Thì những thành viên của chúng ta đến với đội nhóm ấy, nó sẽ khẳng khiêu như thế này. Có một chút cong này, có một chút vẹo này, có một chút lồi lõm sở trường sở đoạn của nhau. Nhưng vì sao ạ? Vì sao họ đứng vững được ạ? Đó là vì họ đoàn kết, vì họ có những cái điểm sở trường và sở đoạn để họ biết dựa vào nhau, đúng không ạ?
và cuối cùng chúng ta trở thành một đội ngũ đoàn kết vững chắc như này. Kể cả cơn bão số 12 đúng không ạ? Kể cả rất nhiều biến cố, rất nhiều thách thức của cuộc sống, của cuộc đời mang đến, nhưng cũng có đổ không ạ? Không đổ ạ, đấy, không đổ được đúng không ạ? Bởi vì chúng ta là biết cách dựa vào nhau, chúng ta biết cách dựa vào nhau. Còn đây là nếu kinh những cái đồ vật mà nó tròn như thế này thì chúng ta nói là nó là một hình ảnh ở trong Team Quốc, nó là hình ảnh gì ạ? Hoàn hảo. Dạ, có một ý kiến đưa ra của chị Vicky là nó rất hoàn hảo. Nó đại diện cho điều gì nữa ạ? À rồi ạ, rất chuẩn, một tràng vỗ tay thật lớn ạ. Ý kiến này tuyệt vời. Nó đại diện cho cái tôi quá lớn. Ai cũng cho rằng là tôi vào trong đội tôi là hoàn hảo nhất này, tròn này, đẹp này, xịn này, không cong vênh một chút nào này, đâu cũng hoàn hảo hết cả. Nhưng nó thể hiện cho cái tôi quá lớn. Và một đội nhóm có rất nhiều cái tôi nó lớn như thế này, lúc họ có thể dựa vào nhau không ạ? Đầu tiên thì rất dễ có thể dựa vào nhau đúng không ạ? Như các anh chị nhìn thấy đội nam ấy, rất dễ dựa vào nhau. Nhưng kỳ thực là nó có thể vượt qua được các thách thức không ạ? Không thể vượt qua được các thách thức được, bởi vì là họ quá tròn trịa, họ quá cho rằng mình hoàn hảo. Và đấy chính là thông điệp đầu tiên chúng tôi muốn chia sẻ đến anh chị, đó là sao? Hãy phát huy sở trường của mình và hãy tìm đến những người đồng đội khác để bọc lót cho nhau, để dựa vào nhau, để đoàn kết hơn, để khắc phục những cái sở đoạn của mình, để chúng ta trở thành một đội ngũ gì ạ? Vững chắc hơn và phát triển hơn đúng không ạ? Một tràng vỗ tay cảm ơn tất cả anh chị với bài tập này ạ. Mạnh vào.
ơi. Đập ngay trong tay. Đập đi, đập đi. Ôi, vây, vây, vây. Hai quả rồi. Đập, đập, đập. Ôi, rồi. Mấy quả rồi? Ba quả. Đấy, phải cố chung như chị mơ. Đúng rồi. Vụt, vụt ngang, vụt ngang, vụt ngang. Bên phải đấy, đập đập ngang, đập ngang. Cố lên. Xong rồi, xong rồi. Cứ nhảy đi. Xoay xa xa xoa nào. Có rồi nè. Được rồi này, mơ được rồi này. Cúi người xuống một tí nào. Không được dùng tay nha. Quay rồi. Ôi, chị ơi, đến hoa kìa, đến hoa. Bỏ mũ ra. Dùng hết đi, nhanh lên làm tiếp. Phải phải nghiêng, đừng nghiêng nhiều quá. Đây đây đây, anh. Đây anh tiền là được rồi. Hai cái rồi, hai cái rồi. Hai cái gì? Ôi giời ơi, ăn miếng thôi. Anh ơi. Cái đâu? Chặn giấu đi chưa? Một người được ăn mấy cái? Mấy cái được. Thế thì cứ ai làm được? Ba cái, ba cái. Ai biết làm để người làm liên tục đi. Ba cái rồi. Quay đi. Nhẹ nhàng thôi, từ từ thôi. Còn hai cái nữa, còn hai cái nữa. Chị ăn đi, chị ăn đi. Anh cầm hộ em nó cái này. Bên mình có vẻ trình cao giờ này. Toàn những người tâm hồn ăn uống mà. Anh tiền với cả mơ trình cao giờ này. Ôi, gần biếng rồi, mơ. Em nó là chuyên nghiệp vậy. Hơi cúi người một tí. Hơi cúi xuống ơi, cúi xuống rồi, rồi, sắp được rồi. Gần được, cúi ơi, rồi, 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 xuống rồi. Một lần nữa rồi, một lần cuối, lần cuối, lần cuối, lần cuối. Chị nữa, mật khẩu chị là gì đấy? Con chết mẹ rồi, mật khẩu là chữ mờ. Thêm đến gốc cây đi, đến gốc cây đi. Rồi, ok. Đội này là đội có số điểm cao nhất. Anh nhìn thấy ở trên app thôi, nhưng mà để chờ xem tiếp đội các cô gửi điểm về nữa hay không. Mày đứng chị như nào, chị đi như nào rồi? Mình đằng trước rồi. Mình gần trước rồi hả? Rồi, lên trên đi. Duy, Duy, Duy.
dừng sự gốc lại, sao vậy? Cảm nhận của em là như bây giờ như nào? Em thấy vui lắm, mừng ạ. Mừng à? Vâng, tại vì đội em là đạt điểm cao nhất. À, đội em đang đạt điểm cao nhất à? Ok, chúc mừng em nha. My, đi về thấy như nào? Ôi, hai cái chân em muốn rụng ra rồi anh ạ. Em đứng lên, hai cái chân rụng ra rồi á. Là tham gia hết các qua các cuộc chưa? Hết luôn à? Sướng nhờ? Chưa đủ. Cho cái xe ô tô đây này, nói nhà vệ sinh luôn nhá. Bạn nào cần đi vệ sinh thì đi ở đây nhá, không đi lung tung nhá. 6, 7, 8, 9 cười tươi lên nào. Đội của chúng ta có tốc độ giải mật thư rất nhanh đấy, mật thư úp. Còn nhớ mật thư úp chưa? Vẫy tay chào máy bay nhá, vẫy tay chào máy bay nào. 6, 7, 8, 9 sống bằng tình cảm, sống bằng tất cả. cảm nhận của mọi người như nào? Cảm nhận thấy rất là vui nhá, có tinh thần đoàn kết cao ấy. Nhất là cái ăn bánh ấy. Ăn bánh cho vào đây cái cho đây cho nó rơi bột nhá xong. Ông tưởng này đi kia nhóm kia không có tí hon nó vui không? Có một tí luôn. À đấy. Năm sau chơi tiếp nữa nhá. Hả? Năm sau chơi tiếp. Lại đòi năm sau chơi tiếp nữa. Bà Vân này đi có tham gia nhiệt tình đây. Nhiệt tình chứ. À. Nhà tôi, cái đội nhà tôi là team tuyệt vời nhất. Tại sao tuyệt vời? Nhà điều tôi, gì? Nhà tôi dừng cái trạm đầu tiên đúng cái trạm ăn uống. Nên là team nhà tôi ngồi ăn rồi ngủ, nghỉ các kiểu. Đến gần giờ thì nhà tôi đi về. Nhưng mà cái trạm đấy là chỉ có là ăn uống thôi à? Chỉ có ăn mới ăn, ngồi điện sơ vây. Ăn uống rất đàng hoàng luôn. Cực kỳ đàng hoàng, ngồi ăn uống các kiểu. Ăn hết nho luôn mà. Ngon, thế là trung quả rồi. Nhà tôi xác định rồi, không để ai bị bỏ lại phía sau. Cho nên nhà tôi phải đi cuối cùng. Để đảm bảo là tất cả mọi người đều đã về đến nơi rồi. Rồi đấy là thông điệp của đội bà đúng không? Nhà tôi rất rõ ràng. Từ đầu là như thế. Ok. Hai thanh niên này đi mỏi không? Mỏi. Nhưng mà vui. Vui lắm. Anh mà được đi với người yêu chơi này cũng vui. Có được chung đội nữa mà. Không được chung đội à? Có cái đội mà không tham gia đây nhưng mà anh cũng nhiều lắm này, nhất là cái đứa tóc dài này này, không tham gia mà anh từ đầu đến cuối anh đi cổ vũ quan trọng anh. Cái tinh thần là quan trọng, chẳng thấy cổ vũ gì cả. Toàn là ngồi đây ăn hoa quả thôi, theo các thứ chẳng thấy chị Giang đâu, về thấy chị Giang đã ngồi đang ăn mấy hoa quả rồi. Kiểu mình muốn cái ngày hôm nay nó kéo dài. Cả nhà ơi, như thế là sáng nay trung tâm đã tổ chức team building như thế là xong xuôi hết rồi, và bây giờ thì là sẽ mọi người sẽ ăn trưa tại chỗ rồi là chơi, rồi sau đó thì sẽ xe sẽ trở về nhá. Đấy, ăn trưa của các bạn sẽ là một mỗi người một suất cơm niêu. Một suất cơm niêu rồi có cả kim chi. Đấy. Ôi giời. Đi về thì ai cũng vui nhưng mà rất là mỏi chân luôn. Liệt luôn mọi người ạ. Chào mọi người. Okay. Mọi người lại nhớ đăng ký kênh cho Tây Giờ Tí Hon nha. Ok. Anh mời cả nhà nha. Ok, mời cả nhà ăn nha. Đấy, hai vợ chồng Hùng thì là mỗi người một suất một hộp này nhưng mà không thể ăn hết được, cho nên là hai người chỉ ăn chung một suất thôi. Để đỡ phí. Hai đứa chỉ có một hộp này thôi. Mày quá thì mình có trà với ăn số bốn. Tim mình còn mồm to. Bà nào cũng mồm to luôn. Bà đều khỏe. Cái
như ngựa. Ê, mọi người ở đây gì này ơi? Ơi ơi, đua 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 cái nhà đấy làm con đi ơi. Ôi về chưa, về chưa? À Phương đâu? À. Vậy à, mệt chưa?